Xin chào các bác nha, chào mừng các bác đến với video của kênh Bùi Tiến Minh. Thì thông báo các bác hôm nay là mùng 6 âm xuân Nhâm Dần. Thì hôm nay nhà em khai xuân nhé, và bắt đầu nhận đơn từ hôm nay. Đấy, bây giờ là buổi chiều 15:30 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2022 xuân Nhâm Dần. Đấy, thì sáng em đi được hai lượt thì nhiều hơn này. Đấy, chiều thì mới nhớ ra để quay để thông báo tới các bác là nhà em nhận đơn từ hôm nay. Đấy, đơn này là xeo pin này, đây là những quả xeo pin nhỏ, những quả xeo pin sắt lithium 32650 này. Đấy, đây là một đơn 1000 xeo pin, đây là một đơn 1000 xeo pin để đóng cho đại lý này. Đấy, đây là xeo pin, hơn trăm xeo pin. Đây là máy đơn bao đen này, là máy cricket V2 và black. Máy này là Vulcan VIP và ở đâu, máy này là cricket V2 và IGBT. Đó, hàng nhà em vẫn đi đều nhá, các bác có nhu cầu mua hàng những pin lithium và máy kích liên hệ số điện thoại 0961038361 đấy, hoặc là kết bạn Zalo em tư vấn chi tiết nha. Xeo pin nhà em có đóng pin nhá, có đóng pin và có bán xeo pin đấy, các bác nào có nhu cầu liên hệ nha. Rồi, cảm ơn các bác nha.